rồi nó mới chạy lại thì thấy thằng này nó té nằm sấp, là anh ta mới kêu. Kêu họ kêu này nó em ru, nó quảng hồn là giò tắn tím trơn, nó bò không, nó chạy đi cũng mấy trăm thước á. Nó đi kêu cha với mẹ nó. Cha với mẹ nó cũng đi canh nước đi vậy. Mà đi phía bên kia như là bạn hả chú? Bạn. Dạ. Rồi á, chàng vợ chồng nó chạy qua thì bên đây thì như vậy là lật nó lên, là nó lúc đó là nó chết rồi mà nó còn không hỏi. Lúc đó nằm sấp hay nằm ngửa chú? Sấp. À nằm sấp hả? Nhưng mà nó cháy đen ở trước này trơn à? À vậy hả? Dạ. Nhưng mà cái đầu thì không có cháy nha. Dạ. Sáng nay khi mà đem về đây là hồi 1 giờ đêm chở về tới đây. Tới đây tới sáng nay liệm giặt ra coi thử thì đánh một lần đây bằng cái ngón tay này coi giờ. Cái ngón này chạy xuống. Là coi như là tu nó cháy lông thành tro luôn. Lúc thay đồ nó là cha nó thổi gì đó là nó bay mất hết luôn. Trời. Là tụi lũi luôn. Thì là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì trong lúc 3 giờ chiều này đó, các bạn thì sẽ đưa cho cháu Trọng thì sẽ đi an nghỉ cuối cùng nha. Thì cháu Trọng là không may là cháu Trọng giữa giấc phia thì cháu Trọng đi ra ở ngoài trời mưa, cháu Trọng tắt một cái máy thì không may thì bị trời đánh cháu Trọng qua đời tại ngoài vườn dưa hấu luôn nha. Thì nhà cháu Trọng ở chân là ấp Trung, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp nha. Thì giờ hôm nay đó các bạn, thì những cái giây phút để đưa cho cháu Trọng đi an nghỉ đó các bạn, thì hôm nay Phía Lạc Lâm sẽ quay tiếp tục cho các bạn cùng xem nha. Thì điều đó các bạn, thì giấc giờ là cũng là 2 giờ mấy rồi đó các bạn, thì nên là bà con dòng họ tới nha. Tại đến lúc 3 giờ thì sẽ đưa cho cháu Trọng đi an nghỉ luôn. Thì cháu Trọng đó các bạn, thì năm nay là cháu mới hưởng dương được là 17 tuổi nha. Rồi giờ các bạn thấy là bà con dòng họ nha, đó để đợi tới. Bây giờ các bạn thấy là ông nội của cháu Trọng đang đứng nha. Đó thì giờ các bạn thấy là trong gia đình thì đang làm một cái lễ nha. Ai cũng cầm một cái cây nhang hết nha. Thì các bạn thấy đó, thì cháu Trọng thì năm nay là cháu mới được có là 16 tuổi mấy, gần 17 tuổi nha. Thì trong cái gia đình của cháu thì đi làm thuê, là đi mà trồng dưa hấu. Thì giấc tối đó thì trời mưa đó thì cháu Trọng đi ra ở ngoài, tặng cháu Trọng bơm nước nha. Cháu bơm xong rồi cháu chỉ tắt một cái máy thôi, nhưng mà không may là cháu đã bị trời đánh em, trời đánh qua đời tại ở ngoài vườn dưa hấu luôn nha. Quá xót xa luôn. Có giờ các bạn thấy là bà con dùng họ rồi đi gom để đi vô hết luôn nha. Người nào cũng cầm một cái nhang hết. Đang làm một cái lễ. Mình
đến làm lễ hàng tháng đó, nếu anh em cô bán nào có đến đây đây dự lễ thì mình vô mình cầu nguyện luôn đi anh. Đám nó còn nhỏ tuổi mình không có làm rầm rà không cầu nguyện rồi ạ. Vậy ra thì thôi lễ ăn tán thôi bỏ qua đi, còn lễ cầu nguyện mời chú đồng đạo các môn viên ngoại cảnh bên ngoài trở về tăng chánh định để mình làm lễ nghi thức tôn giáo, mời sáng một sáng và xây bên trong làm lễ nghi thức tôn giáo kính cô Huyền ba sáng, kính Tam Bảo ba sáng. Giờ rất là đông bà con đến luôn đó các bạn, rất đông luôn. Kính đàn thông thiên ba sáng, hành trình nghi thức tôn giáo đã qua, đến thần cầu nguyện một lần ba lượt, mời chúng đồng đạo xá ba sáng đồng quỳ xuống. Đồng chấp tay chân hương. Thì bây giờ các bạn, thì giờ mấy anh em ở bên chạy hòm thì đang tập luyện chuẩn bị đi vô nha, để ginh cho cháu Trọng đi ăn nghỉ cuối cùng luôn. Đó thì cái người đàn ông mà xá xá đó bạn, thì ông đó là cái ông chủ trồng dưa hấu nha. Đó bà con người ta đang chuẩn bị để đưa em nó đi. Cái chủ đang chuẩn bị đem em chôn ở phía sau, phải hỏi ba đi chôn em ở phía sau. Hey!
Đó thì giờ các bạn thấy là cái người mẹ và bà con dòng họ người nào cũng khóc hết trơn nha. Đây là cái người mẹ của các chồng lúc. Kính thưa quý vị, đây là đoạn đường cuối mà gia đình cũng như là mẹ với là cha đưa tiễn em đây nó là ngày cuối cùng. Kính thưa quý vị, còn từ dưới chân thành cảm ơn quý vị mình đã quan tâm và đã chia sẻ. Nhỏ này bé nhỏ nè. Lấy cái thùng bơi đây, lại bự cái thùng bơi đây coi. Lấy thùng bơi đây. Bạn thấy là rất là đông bà con luôn nha. Hôm nay mẹ đã quá khóc đi rồi. Quá đau thương. Nó giờ có ai lại nó không mà quay lại nữa đó. Có nhỏ này nè, nhỏ bóc rồi nè. Chăm chưa mấy ông? Nam mô gì nè. Đúng chưa? Xong rồi cha bảo ông làm vậy đi con chú hai. Xong á. Bắt bữa 22 tối 22 thì gì ạ? Ba đây nè, nó xin con. Dạ mời xá ba xá. Chắc hương trắng đọc ba tiếng Tây Phương cho cháu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ba Thập Lục Giảng. Cần rất một lượng hơn nhiều quá nghe. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ba Thập Lục Giảng. Nhất Tập Nhất Giảng Cổ Biên Ngũ Ba Tổng Cổng Đồng Nguyên Cổ Đại Nguyên. Cảm ơn các cắm ở ngoài luôn cũng được. Thì giờ các bạn thấy là cái người mẹ là rất là
khóc không thể nào chịu nổi luôn. Rồi, đứng ra đại diện con tự chỉnh cái mẫu nè. Em mắc cái này thứ ba, em này thứ tư nè. Đừng lấy nó lên trên, lấy nó xuống bếp dưới rồi có cái đầu quay lên trên đó. Thì đó các bạn, thì khi mà hạ cháu chậm đi xuống á, thì bà con ba mẹ ai cũng gư lễ cho nha, thấy mà quá trời xót không. Đây là bà nội của cháu chồng luôn nha. Dạ dạ. Còn cái người nữ này là cái chị hai, là cái chị lớn của cháu chồng luôn, mà đã có chồng rồi nha. Không có cho hay đơn, không có cho hay đơn, không có cho hay đơn, bà ngoại của ông đó, bà mẹ của tôi. Bà ngoại của tôi. Bà cậu. Chính là bà cậu của chồng. Bà cậu với chồng, bà ngoại của cha nó. Cha nó kêu con cậu, con này kêu con ông. Bây giờ đâu cho bà hay đâu, không cho bà hay một cái là mệt lắm. Cho bà hay. Bởi tụi bán giờ khi mà vô nhà trò chuyện á, ta đâu có vô nhà được cái nhà con, cái ngộ này. Có ai chưa sao? Em chậm là bị tai nạn sao vậy cô chú? Bị sét đánh hả chú? Dạ. Và em bị tai nạn lúc mấy giờ? 9 giờ tối. 9 giờ tối hôm nay hay là 9 giờ tối rồi đó. 9 giờ tối hôm qua. À. Dạ. Thì cái lúc mà đó, lúc giờ đó là em đi làm hay là Em đi làm mùa ta. À, làm mướn cho người ta. Dạ. Rồi trong khi cũng bớt mưa rồi. Dạ. Lúc đó là mưa lớn lắm rồi. Dạ. tới giảm mưa. Dạ. Thì trước đó là cháu nó ra quay cái máy. Dạ. Quay cái máy bơm nước đó. Máy bơm nước trước. Dạ. Rồi bọng rồi cũng rút hết rồi. Dạ. Rồi nó khi mà bớt mưa nó mới sợ là ngập dừa người ta. Dạ. Nó ra nó coi thằng coi có nước không. Dạ. Thì ra thì không có nước, nó mới tắt cái máy. Dạ. Tắt máy khi mà từ cái đoạn đường từ cái chòi mà tới cái máy nó khoảng 200 ngoài thứ. Dạ. Thì tắt cái máy xong nó đi vô nửa đoạn đường là nó sẽ bị đánh. Em bị xét đánh. Mà đồng thời đó trong cái ở cái khu đó thì nó ngay không phải mình nó. Dạ. Đi cũng đông lắm, người ta cũng chục mỗi người lắm.
nhưng mà người đi bờ này người đi bờ kia chứ không phải không ai đi chung ai hết á, nhưng cách nhau dừng công đất hay là hai công đất ví dụ là như vậy. Khi mà có bác của nó là cái dạng như là bằng chung lớn tuổi chưa bác chứ đó, ông thấy nó té xuống đi mà cái đèn nó chổi lên gì nè, ông nói thằng này bộ muốn giỡn với mình cái gì á, sao mà mới xét đánh muốn tá quả tâm tinh mà giờ không nó làm gì kỳ vậy ta, nó bị gì mới đánh cái đồng đó thì y cũng bất hạnh nữa, y mới đứng cho nó định hằng lại rồi y mới dòm thấy cái đèn này sao nó im ru, y mới nghi là nó bị xét đánh cho nên đi mới đó y mới chạy tắt qua đó, nó chạy qua bển thì thật sự là nó bị xét đánh. Là cái lúc đó là người xung quanh đó là thấy sét đánh luôn hả chú? Có nghe cái tiếng gì chú? Không, nghe sét đánh thôi. Nhưng cũng sét đánh là nghe cái rầm cái gì không? Cái đùng hay cái đùng vậy đó. Dạ. Rồi khi cái đùng đó rồi thì mình người đi thì nghe cái đùng ai không quản. Dạ. Đó thì gần nhất á thì có cái ông bác đó là cảm nó lớn hơn con tôi cho nên là mày cũng có chưa được bác, thì nhà cũng chưa được bác không à. Dạ dạ. Đó thì trong đó bác đó nó bằng chung với cha con nó. Dạ. Đó rồi nó mới chạy lại thì thấy thằng này nó té nằm sấp là anh ta mới kêu. Dạ. Kêu họ kêu này nó em ru nó quảng hồn là giò tắn tính trơn nó bò không nó chạy đi cũng mấy trăm thước á. Dạ. Cũng đi kêu cha với mẹ nó. Dạ. Thì cha với mẹ nó cũng đi tranh nước đi vậy. Dạ. Mà đi phía bên kia như là bạn hả chú? Bạn. Dạ. Rồi chàng vợ chồng nó chạy qua thì bên đây thì như vậy là lật nó lên là nó lúc đó là nó chết rồi mà nó còn mổ nè. Dạ. Thì lúc đó nằm sấp hay nằm ngửa chú? Sấp. À nằm sấp hả? Nhưng mà nó cháy đen ở trước này trơn à. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà cái đầu thì không có cháy nha. Dạ. Sáng nay khi mà đem về đây là hồi 1 giờ đêm chở về tới đây. Tới đây tới sáng này liệm giặt ra coi thử á. Dạ. Thì đánh một lần đây bằng cái ngón tay này coi giờ. Ồ. Cái ngón tay này chảy xuống. Ồ. Là coi như là tu nó cháy lông thành tro luôn. Ồ ồ. Lúc thay đồ nó là cha nó thổi gì cái là nó bay mất hết luôn. À trời. Là tụi lũi luôn. Ổng đây một lỗ nè. Đây một lỗ. Dạ. Thủng luôn hả chú? Thủng cái da. Thủng à thủng. Rồi cái tràng nó đen. Dạ. Cho nên ra rồi thằng cha nó mới kiểm tra lại là nó chết hồi ngoài đồng lắm. Dạ. Yeah. Mới từ ngoãn mới cổng vô hè hội nó với cái anh bạn của nó đó, với vợ nó ba người mới cổng vô. Dạ. Yeah. Đó cổng vô tắm rửa rồi kiểm tra rồi lại thì nó chết lúc đó ngoài rồi, nó cũng có kiểm tra rồi nhưng mà đang yeah. Mưa lắc vậy đó. Mưa là không có lớn hết bác. Không. Chút. Hồi lúc đầu mưa lớn. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu mưa bớt mưa nó mới đi đó, mới ra dạ. Mới xem thì việc ngoài vậy nó trở lại quay cái máy bơm nước rút nước ra tắt máy tắt cái máy rồi nó đi khỏi cái máy đó cả trăm thước á, cũng như là gần vô tới chạy rồi đúng mà nửa đường nhà như nửa đường gặp tai nạn luôn đó rồi ra nó mới ra cổng vô vô này mới rửa mình rửa mẩy rồi thay đồ cho nó rồi mới điện tôi rồi nó kia kêu xe rồi mới trở về. Cái chỗ đó có nước nhiều không chú? Cái chỗ mà nó té xuống á, nó trên đất khô. Đất khô luôn hả? Đất khô nhưng mà cái thí dụ như mưa thì nó ướt ướt vậy thôi chứ không có đường nước đường gì, nó có cái mương trang nhỏ vậy thôi. Dạ chứ không phải nước ruộng nó ngập lên ha. Không. Dạ. Nó là dưa mà nó khô. Dạ. Nhưng mà mưa thì tức là nó có nước rồi. Dạ. Đây chẹt tôi thì ở đây tôi cũng làm được thì nó ngay mình không có tiền cho ai nhưng mà ai bệnh nó cứ có thiếu bóng quỷ chữa bệnh bây giờ nó mất hết cũng rất nhiều quá đáng tiếc rồi chứ còn rất là trẻ nữa là thanh niên cũng trẻ quá hết rồi mới làm bạn nữa chứ hồi đó giờ này cái số nó về coi mà các bạn ơi thiêu sớm nha các bạn, thì tuy là làm bạn thì cũng quay cho bạn xem, thì lúc 3 giờ thì có đưa cho cháu chồng đi an nghỉ nha. Thì cháu chồng hôm nay thì cháu chồng đã bị trời đánh là cháu chồng qua đời tại ở ngoài cái vườn dưa hấu luôn nha. Thì năm nay thì quay hồi sớm nha các bạn, thì thôi giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.